Đây là con tàu mà nặng nhất ở trên cái ụ bãi kéo này. Tàu này nó nặng cho nên là người ta đưa nó lên nằm ở trên cái ụ trên cùng, còn những cái ụ tàu phía bên dưới là dành cho những con tàu có trọng tải nhẹ hơn. Chúng ta thấy con tàu nó đang dịch sang ngang. Bây giờ con tàu nó đang nằm ở trong cái đường ray xương cá. Bây giờ người ta sẽ sàn khi con tàu đi ra giữa đường ray chính, rồi sau đó mới trục lần hạ thủy con tàu lần cho nó đi xuống tới sông. Có một cái đường cáp băng ngang, để kéo con tàu đi sàn ngang, rồi sau đó mới đưa con tàu xuống. Những anh canh nờ anh theo bám sát con tàu. Anh kỹ thuật sẽ điều khiển cái đội quân kéo tàu này một cách chính xác nhất. Chúng ta thấy con tàu là đứng ở giữa dàn sàn và hai bên mơ lường của thân tàu, ngay tại lá bi xéo là được cơ bằng mỗi bên 5 ụ nờ để giữ cho con tàu là đứng vững vàng trên cái dàn sàn. Đó, bây giờ dàn sàn nó ra gần tới phía chính giữa đường ray. Anh kỹ thuật của cái đội kéo tàu đang dồn hết tập trung để phục vụ cho con tàu này hạ thủy một cách an toàn nhất. Cái ụ nờ bên đây nó hở nè, chú cẩn ơi. Chúng ta thấy con tàu này nó đang nhịp, nó trên quá trình đi trên đường ray nó hơi nhịp cho nên là những cái ụ nờ nó có cái phần hở. Rồi, chính xác con tàu bây giờ nó đang nằm giữa đường ray rồi. Thank you.
bên dưới mơ đường của con tàu, chúng ta thấy có một cái cục gô hạ phía bên bên góc của tàu, nghĩa là phía bên trái của tàu, từ sau lưng tàu nhìn tới có một cục gô, đó là cái cục của đầu máy gia chụp. Quá chính xác. Rồi bây giờ cái dàn sàn đỡ con tàu nó đã đi lên trên cái dàn sàn chính. Hiện tại cái dàn sàn chính thì nó sẽ trục cái con tàu đi xuống, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Thấy là con tàu nó trục xuống, hệ thống máy đang hoạt hành cho con tàu trục xuống. Nói là trong cái bài viết trước thì cái đường ray này nó nằm từ cái ổ xe chụp đến tới cái khu vực mà cái ổ cuối cùng, và cắt thêm một cái bãi cát nữa nó mới tới cái chốn sông nước, cho nên là nó khoảng cách xe nó khoảng tầm 500 m, cho nên là cái đoạn đường mà đi cũng đào xuống nó rất là xa.
gì mẹ ơi? À, đang làm gì chú không? Thank you.
nhân men để được khởi động. Bơm nước ra rồi.